Quốc Cường Gia Lai bị yêu cầu giải trình về giá cổ phiếu. Công ty chính phủ Quốc Cường Gia Lai phải giải trình lý do giá cổ phiếu QCG giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 19 tháng 7 đến 25 tháng 7. Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai liên tục giảm sàn. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE, đã có văn bản yêu cầu công ty chính phủ Quốc Cường Gia Lai, HOSE, QCG, giải trình lý do giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 19 tháng 7 đến 25 tháng 7. Quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo. Công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. HOSE đã đề nghị Quốc Cường Gia Lai thực hiện công bố thông tin theo quy định nêu trên. Vào ngày 18 tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan khu đất 39B Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sai phạm được xác định liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau thông tin này, cổ phiếu QCG đã liên tục giảm sàn, mất thanh khoản. Đóng cửa phiên giao dịch 25/7, giá cổ phiếu QCG tiếp tục giảm kịch sàn, còn 6.800 đồng một cổ phiếu. Tính từ thời điểm bà Loan bị khởi tố, giá cổ phiếu bất động sản này đã giảm hơn 30%, khiến giá trị vốn hóa của Quốc Cường Gia Lai bốc hơi hơn 800 tỷ đồng. Sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, Quốc Cường Gia Lai đề nghị bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Các nội dung này dự kiến được đưa ra để trình cổ đông thông qua vào phiên họp diễn ra cuối tháng này. Tại Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường chỉ nắm một lượng nhỏ, khoảng hơn nửa triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Như Loan và những người thân trong gia đình đang nắm phần lớn cổ phần tại đây. Tính đến cuối năm 2023, bà Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 37,05% vốn doanh nghiệp. Trong khi đó, con gái bà Loan là bà Nguyễn Thị Ngọc My nắm gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG. Nếu tính cả cổ phần của người liên quan, sở hữu của nhóm này chiếm 60% vốn Quốc Cường Gia Lai.